Báo với các bạn, trên tay mình đêm trước main của Xiaomi Mi 11 bị chọc, tức là bị đã được sửa mà không lên được nét bét này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần bảng main trên Xiaomi Mi 11 lỗi hỏng, cầm địa chỉ thay mới. Quý các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn. Chúng tôi có sẵn main của Xiaomi Mi 11 quá trình thay thế sửa chữa vị các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn. Quý các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi ship bảng main của Xiaomi Mi 11 đến tận địa chỉ vị các bạn yêu cầu, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý các bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn. Địa chỉ thay thế sửa chữa main cho Xiaomi Mi 11, sửa các lỗi sự cố liên quan phần cứng cho Xiaomi Mi 11.